Vâng, tôi xin hỏi câu thứ hai. Tôi thấy chùa nào cũng treo bốn chữ: Giác ngộ và giải thoát. Vậy cho tôi xin hỏi sáu ý như sau. Ý thứ nhất, giác ngộ là giác cái gì? Ý thứ hai, giải thoát để đi về đâu? Ý thứ ba, nghiệp phước đức dương là gì? Ý thứ tư, nghiệp phước đức âm là sao? Ý thứ năm, nghiệp ác đức sau khi chết đi về đâu? Ý thứ sáu tu theo đạo Phật muốn hết luân hồi phải tu như thế nào? Xin cảm ơn ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu rất nhiều ạ. À. Câu hỏi thứ hai của chị thì có tới 6 ý. Tôi trả lời ý thứ nhất. À, hai chữ giác ngộ có nghĩa là hiểu biết, hiểu biết toàn diện trong càn khôn vũ trụ này, dù là hữu hình hay vô hình. Đặc biệt là phải hiểu hết các đạo ở trong trái đất này. Còn chữ ý thứ hai là chữ giải thoát. Giải thoát có nghĩa là giải dụa để thoát ra ngoài sức hút của trái đất và các nước trời để trở về Phật giới sống gọi là giải thoát. Ý thứ ba đó là nghiệp Phước Đức Dương. Nghiệp Phước Đức Dương là nghiệp sống ở trong tam giới, tức sống trên các nước, các nước trời. Ý thứ tư là nghiệp Phước Đức Âm. Nghiệp Phước Đức Âm là nghiệp làm người giàu sang ở trái đất này. Còn ý thứ năm gọi là nghiệp ác đức thì sau khi chết sẽ đi hai nơi, à, cái thứ nhất á, là đi làm loài hoa báo, là khi mang thân người không chịu tu giải thoát mà lợi dụng đạo để kiếm tiền, còn cái phần thứ hai phải vào địa ngục sống, do bởi vì chỉ muốn kiếm tiền, không chịu tu giải thoát, lại lợi dụng đạo để truyền bá chuyện hiển linh, còn cái ý thứ sáu người tu theo đạo Phật muốn hết luân hồi thì chỉ cần tìm hạt công đức để ăn sau khi chết sẽ được ban thần thánh tiên hành lễ tiễn trở về phật giới sống thì không còn luân hồi nữa xin mời chị hỏi tiếp